Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dụ chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy ta bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó thì hiểu người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn người là tiên tri. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bài đọc 1, chúng ta vừa nghe một đoạn sách Sáng Thế kể lại câu chuyện của tổ phụ Giuse, và tổ phụ đã bị bán, bị anh em của mình chứ không phải ai khác, bị chính anh em ruột của mình ganh tức bán cho người lái buôn của Ismael để bán sang Ai Cập. Và anh chị em biết là tổ phụ Giuse dù bị ghét bỏ nhưng ngài không bao giờ ghét bỏ anh em. Sau này khi gặp lại anh em, ngài đã tha thứ tất cả cho các anh em mình, mặc dù lúc bấy giờ ngài đã làm một chức lớn trong triều đình của quốc gia Ai Cập, làm quan thượng thư triều đình, có nghĩa là cỡ như thủ tướng của bây giờ của chúng ta. Và ngài đã tha thứ, đã vậy ngài còn tìm cách để đưa cả gia đình của mình, gồm cha là tổ phụ Gia-cóp và tất cả các anh em, sang Ai Cập trong thời đói kém, trong thời bị hạn hán. Và ngài đã nuôi dưỡng cả gia đình. Hội thánh nhìn nhận hình ảnh của tổ phụ Giuse như một sự tiên trưng báo trước hình tượng của Chúa Giêsu sau này. Khi Chúa Giêsu ví mình như người con của ông chủ vườn nho, và con ông chủ vườn nho cũng bị các tá điền loại ra, thế nhưng như tổ phụ Giuse đã trở thành nguồn sống cho cả gia đình Gia-cóp. Khi thời nạn đói đến và hạn hán khắp nơi, thì nay Chúa Giêsu mặc dù bị chính chúng ta, bị chính con người giết chết, lại trở thành nguồn ơn cứu độ cho chính con người, nguồn ơn cứu độ cho chính chúng ta. Người là nền tảng của ơn cứu độ chúng ta, người là đấng phát sinh ơn cứu độ cho chúng ta được sống. Dù chúng ta đã cộng tác với nhau trong tội lỗi, ngày xưa người Do Thái trực tiếp giết chết Chúa, ngày nay
chúng ta cộng tác với họ bằng việc chúng ta phạm tội để tiếp tục đóng đinh Chúa vào thánh giá, thì Chúa vẫn tiếp tục ban ơn phục sinh của người để phục sinh những gì ta đã đánh mất, phục sinh khi ta đã chết trong tội. Vì thế cho nên hội thánh nhìn nhận hình ảnh của tổ phụ Giuse ngày xưa như cuộc báo trước Chúa Giêsu mang lại sự sống cho loài người hôm nay. Chỉ khác một điều là tổ phụ Giuse cứu cả gia đình mình, cứu dòng tộc mình, cứu dân tộc mình nhờ lúa gạo. Còn nay Chúa Giêsu cứu chúng ta nhờ máu người đã đổ, công phúc của người đã lập trước mặt Chúa Cha, và mình thánh, máu thánh của người dưỡng nuôi linh hồn chúng ta đời đời. Và thưa anh chị em, hội thánh một mặt khác cũng nhìn nhận tổ phụ Giuse cũng là hình ảnh của thánh cả Giuse, nhất là với lời mà khi tổ phụ trở thành quan thượng thư của triều đình, được vua Pharaô của Ai Cập tin cẩn trao cho cả kho lúa của quốc gia để có quyền phân phát lúa gạo, thì nhà vua đã từng giới thiệu với dân chúng: hãy đến cùng Giuse, tức là hãy đến với tổ phụ Giuse để được ông cho ăn, cho lương thực. Thì nay hội thánh lại dùng chính cái lời mà vua Pharaô giới thiệu tổ phụ Giuse, hội thánh dùng để giới thiệu thánh cả Giuse của chúng ta. Cho nên trong những lần chúng ta thấy những hình ảnh, những tượng của thánh Giuse ở đâu, thì thông thường vẫn có hàng chữ là hãy đến cùng Giuse, hoặc có người kính trọng thánh cả Giuse thì thêm vào là hãy đến cùng thánh Giuse. Đó là lời của sách sáng thế mà ngày xưa vua Pharaô đã giới thiệu tổ phụ, nay hội thánh giới thiệu thánh Giuse cho chúng ta. Tôi muốn nói với anh chị em hai điều này. Thứ nhất, với tin mừng hôm nay, khi Chúa Kitô bị các như là hình ảnh của người con ông chủ bị tá điền giết chết, loài người chúng ta đã đóng đinh Chúa, đã đổ máu Chúa trở thành nguồn sống cho chúng ta. Và nếu xưa hình ảnh của tổ phụ Giuse báo trước về sự sống mà ông mang lại cho cả gia đình, cho cả dân tộc, thì nay Chúa Giêsu trở thành nguồn sống đời đời của mỗi người nếu chúng ta biết cậy dựa vào, biết chạy đến cùng Chúa. Bên cạnh đó, hình tượng của tổ phụ Giuse ngày xưa cho dân chúng như một sự ban ơn từ tay của thánh cả Giuse ngày nay, thì ngày xưa thọ dân chúng đến cùng tổ phụ, nay chúng ta đến cùng thánh cả để chúng ta qua thánh cả nhờ ngã mình vào tay thánh cả, người sẽ đưa chúng ta về cùng Chúa, người sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong tháng thánh cả Giuse, và hơn hết ngày mai ngày lễ kính thánh cả, chúng ta đừng quên hình tượng của thánh cả Giuse trong cuộc đời này, đấng đã gìn giữ Chúa cứu thế, đấng đã gìn giữ gia đình Nazareth, đứng ở bên cạnh đức trinh nữ Maria để bảo vệ đức đồng trinh của đức mẹ, suốt đời đức mẹ. Tất cả những điều đó cần lắm để chúng ta suy niệm mà luôn luôn nhìn lên thánh cả Giuse để đến cùng thánh cả, như lời hội thánh mời gọi dựa trên chính lời kinh thánh để mời gọi chúng ta chạy đến. Thưa anh chị em, với hai biểu tượng này, thánh cả Giuse chuyển cầu cho chúng ta, và Chúa Giêsu đứng đã chấp nhận là người con của thánh cả nhưng trở thành Chúa của thánh cả và là Chúa của chúng ta, chắc chắn sẽ đón nhận từng người chúng ta với uy lực của lời cầu nguyện mà thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta trước mặt người.